Ok, hello mọi người, lại là mình Toàn Yolo nè. Hello mọi người nha, thì mọi người thấy bộ đồ của mình như thế nào mọi người? Khá là đẹp đúng không? Thì hôm nay là mình lấy được bộ đồ này các bạn ơi. Thì hôm nay ngoài lấy bộ đồ này ra thì mình cũng lấy được bộ đồ ma các bạn. Thì mình lấy được hai bộ luôn. Thì các bạn đã lấy được bộ nào chưa? Hình như đa số các bạn là hình như hôm nay là các bạn chỉ lấy được bộ đồ ma thôi đúng không? Còn mình lấy được bộ đồ này luôn các bạn, khá là đẹp, khá là xinh luôn nha. Mình rất thích bộ đồ này á. Ok đó. Các bạn, giờ mình đã đưa tên các bạn vào đây nha. Giờ mình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn để nhận phần thưởng ngày hôm nay các bạn. Thôi, bạn may mắn trong ngày hôm nay sẽ là Good Gang, là team của boss tụi em á. Gì hả? Rồi em không comment, xui nha. Rồi bạn tiếp theo nha. Chẳng phải cho cái đi lệnh phát quà rồi. Rồi chúc mừng bạn Hằng Phạm nha bạn. Bạn tên game là tên là Khôi đúng không? Chúc anh toàn một ngày vui vẻ nè. Cảm ơn em. Rồi mình sẽ copy đi của bạn rồi mình tặng quà cho bạn luôn nha. Ok, đúng tên nè. Ok mọi người, giao dịch thành công nha mọi người. Rồi thì ok mọi người, thì cái mini game ngày hôm nay cũng là giống y chang gì các bạn. Thì mình sẽ tặng các bạn cái gói bán thành viên tức thì các bạn. Rồi để tham gia mini game ở bên video của mình á, thì bước 1 các bạn phải like nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn. Cái bước thứ hai là bạn phải để lại ID nha các bạn. Để ID mình mới tặng quà cho bạn được nha. ID cộng với cái tên để mình kiểm tra coi có trùng nhau không nha. Rồi cái bước thứ ba là các bạn comment gì cũng được nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mãi yêu. Thì cái điều đầu tiên để mình nhận những bộ đồ này các bạn, thì mấy bạn phải làm nhiệm vụ nha. Thì những cái nhiệm vụ này thì các bạn đã biết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ không chỉ nữa các bạn, thì mình sẽ làm sơ qua thôi nha. Đây thì mình làm hoàn thành nhiệm vụ đầu rồi nè. Cái nhiệm vụ khó nhất ở đây là nhiệm vụ mà có cái gì, con hồn ma đập nát đi theo luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ này, mình cho các bạn xem cái cách mình làm nha. Đó, mình nhận được luôn các bạn ơi. Thì đầu tiên thì các bạn chạy vô những cái phòng gần nhất cho mình nha. Nếu mà may mắn mình sẽ có 1 đến 2 hũ luôn các bạn, nó sẽ mau hơn. Đó, đến phòng gần nhất. Xong rồi các bạn cũng chạy đến cái phòng gần nhất nữa luôn nha. Đây thì mình nhận được một cái hũ nè các bạn. Khi mà các bạn đến khoảng một cái phòng thứ ba thì các bạn đi chậm lại, tức là mấy bạn lựa cái góc phòng nào mà nó hơi nhiều ghế á. Đây chẳng hạn như phòng này các bạn. Đó, mình nhặt được một hũ nè. Đó. Xong rồi các bạn đứng đây chờ giùm mình nha, tại vì hồi nãy giờ là chắc chắn là nó đuổi theo sắp tới rồi mọi người xem nè. Đó, nó tới rồi mọi người, đây nó tới nè. Thì các bạn cứ dụ nó lách theo cái bàn ghế này các bạn. Đó. Mình để nó ghi gần lại xíu cái mình chạy luôn nha các bạn ơi. Thì tốt nhất á là mình hiện tại là mình còn một cái nữa đúng không, thì các bạn nên qua dãy phòng bên kia thì mình chạy xuyên qua căng tin luôn các bạn. Xuyên qua căng tin thì kiểu nó rộng á, mình dễ né hơn. Đó, mình nhìn coi căng tin có không. Ai căng tin có nè. Rồi lụm cái mình hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Đó, mình chạy xuyên qua căng tin đúng không, cái mình chạy qua chỗ mình làm vụ luôn, mình khó cần bật ngược lại các bạn. Nếu mà các bạn đi thẳng dưới luôn á là các bạn phải bật ngược lại là nó xa lắm. Đó, mình lụm cái hũ này xong mình chạy lên chỗ trả nhiệm vụ luôn nè, khá là dễ dàng đúng không? Tôi thấy dễ mà sao các bạn cứ là khó người ta. Ok, thì còn những nhiệm vụ còn lại thì mấy bạn đã biết hết đúng không? Rồi thì mình sẽ không có hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ đó nha. Rồi mình sẽ qua tới khúc mà mình nhận đồ rồi nha các bạn. Let's go. Đây rồi, mình làm xong 12 nhiệm vụ nè các bạn. Nó nhận được bộ đồ ma với lại cái lồng đèn nè. Wow. Rồi tiếp theo mình sẽ đổ xu để nhận bộ đồ của Dệ Mẫn nha các bạn. Mình sẽ đổ cái đèn trước ha. Sau đó là mình còn 1000 điểm. Ấy, mình nhận cái này cái đã. 1000 tiền là 1000 trữ tiền cộng với cái mặt nạ. Ok. Mình còn 1000 tiền mọi người, thì mình sẽ đổi cái tủ ha. Ở tủ đủ không mọi người? Chắc không đủ đâu đúng không? Dễ gì đủ với còn một đoạn dài mà ta. Đúng không? À, còn một khúc nữa mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định đổi cái 600 các bạn. Mình sẽ đi bắt ma nha. Rồi cách duy nhất mà để đi tăng cái điểm xu này thì mình phải đi bắt ma nha các bạn. Mình bắt ma cái xu mình nó mới tăng. Ủa sao bạn này có tóc chứ là cái mặt đấy các bạn. Ủa sao mình được mấy cái lồng đèn với cái áo thôi mà. Ủa sao bạn có cái này trời. Tôi chưa, ủa chưa làm vụ tới mà ta, sao bạn được vậy mọi người. Sao gì các bạn. Ok, đây là cái hộp mèo mới các bạn. Thì ra tôi mở có được cái gì nha. Ba kim cương thôi. Ở cái hộp mèo này thì tôi mở được 3 cái nón mọi người. Đó, có một cái mũ mèo mướp nè, một cái mũ mèo trắng nè, với lại một cái mũ mèo màu đen. Đó, các bạn được mũ mèo gì các bạn? Mấy mèo này khá là dễ thương nha. Rồi sau khi tôi thấy có bạn này kết bạn với tôi mà vẫn có tóc chứ cái mặt các bạn. Mình hỏi các bạn, ủa sao anh chưa tới mà sao em có rồi, sao có được hay vậy? Thì sau một hồi lâu mà tôi đứng tôi nghiệm á mọi người, tôi nghiệm hoài, tôi nghiệm không ra, ủa sao người ta có ra tôi coi tới cô lôi hoài á. Thì tôi mới nói, tôi biết rồi mọi người, tại vì cái nhiệm vụ á là nó kêu mình cầm cái lồng đèn để mình dùng một cái là hoàn thành nhiệm vụ nè, thấy chưa. Đó, bây giờ mình nhận cái móc này nè, nó mới tới móc cái mặt với lại cái tóc mọi người. Rồi tôi quên mọi người, làm hãy cứ ngơ ngơ ngáo ngáo từ sớm giờ không biết tại sao mà người ta có tóc với lại cái mặt luôn á. Rồi mình trả lại với công cụ bắt ma mọi người. Này, mình bắt ra vài con đó là đủ rồi các bạn ơi.
Ok, trong lúc mà rock ma các bạn thì gặp cái nhóm Blackpink mọi người. Nhóm Blackpink thì trong Việt Nam mình gọi là nhóm Hồng Đen các bạn. Đó, thì tôi nhớ ông làm nhóm Blackpink là tôi có 5 thành viên thôi. Mà sao bên này nó tới 6 thành viên nè các bạn. À, có bạn này đi ấy nè, ra thảo cho bạn, cho mấy bạn quay MV nữa. Thích thích các em. Ok mọi người, thì nhóm Blackpink quay xong phân cảnh này là đi sang phân cảnh khác để quay kìa mọi người. Để tôi đi theo coi nha. Cái gì vậy trời, nhớ mà Latvian có phân cảnh đập đá nữa hả mọi người? Cái gì ghê vậy? Có phân cảnh đầu đá nữa hả? Cái gì ghê vậy? Shop ghê vậy trời, cả đám đi heo luôn kìa. Đó thấy chưa mọi người, đúng là nhóm Hồng Đen nha mọi người. Nhóm Hồng Đen khá là nổi tiếng luôn. Sau đó chuyển sang phân cảnh khác nữa nè, ghê chưa? Thì trong lúc đó mọi người có một bạn trong nhóm Hồng Đen á, tự nhiên bạn phát hiện ra mình, mang lại bản xin chữ ký mọi người. Một nhóm nhạc nổi tiếng mà lại xin chữ ký mình rất là vui luôn các bạn, mình rất là hào hứng luôn. Bây giờ mình sẽ ký cho bạn này nha. Ý tưởng nhóm Hồng Đen nè. Ngại chưa. Ê, thôi mọi người, sau khi tôi ký bạn này xong thì nguyên nhóm Hồng Đen lại xin chữ ký mình luôn mọi người. Ủa, một nhóm nhạc lớn mà lại xin chữ ký mình luôn mà mình rất là vui luôn. Cho lên TV luôn ha, rồi cho lên TV luôn em ơi, chiều nay lên TV nha. Ghê thật sự luôn á. Thì sau khi mà ký xong á mọi người thì mấy bạn lại tiếp tục quay MV tiếp. Thì tôi quyết định tôi cho team từng người, các bạn cho team từng người trong nhóm Hồng Đen nha. Đây có những bạn tên tiếng Hàn luôn nè, Anyeonghaseyo nè, thấy chưa? Bên đây nữa nè, Anyeonghaseyo Bang nè, thấy chưa mọi người? Đúng là nhóm nhạc Blackpink, nhóm nhạc Hồng Đen nha các bạn, ghê nha. Ok, thì đây là con ma cuối cùng để mình đạt cái mốc 600 xu các bạn. Đây, 3 xu nè, dư xu rồi. Còn mình giờ thì mình thay đổi cái bộ đồ của Dệ Mẫn luôn nha. Cái 600 đầu ta, 600 rồi, đây là cái này là thảm 600 nè. Thôi tôi mua cái này đi, mua cái tượng ấy mà, cái tượng cũng vui á. Tượng hồ cũng vui, mua tượng nha. Wow. Thì sau khi mình mua cái tượng xong thì mình đạt được cái mắt thứ hai các bạn. Đó là bộ đồ của Duệ Mẫn nha các bạn. Bộ đồ này tôi rất là thích luôn các bạn ơi. Ngày đầu tiên mà nó ra là tôi thích rồi các bạn. Nhìn nó khá là hấp dẫn luôn. Một cái váy nè. Một cái này gì? Cái dài. Ừ, với lại một cái bộ đồ. Wow, khá là ngầu nha. Rồi thì sau khi mà mình nhận cái bộ đồ này, việc còn lại của mình là mình phối một bộ đồ cho nó phù hợp với cái tính của mình mọi người. Thì để coi mình phối như thế nào nha. Mình thấy cái tóc cam này là mọi người khá hợp, mà cái quần cục nha, cục nó cũng khá hay á. Rồi mang dép nữa là xong rồi, mang đôi dép mới vô. Đôi dép kia, đôi dép này nào rồi, đúng rồi, đó, khá là đẹp nha. Ok, thì sau khi tôi mặc đồ xong tôi rủ mấy bạn nhảy một bài mấy bạn. Tại vì thấy nhóm nhạc kêu quay MV quá, giờ mình cũng quay theo các bạn. Hello, xin chào các bạn, nghe hôm nay mình trở lại chuyên mục lên TV. Dạ chưa, thấy tôi sang chưa, thấy tôi đẹp chưa? Ok cho mọi người, rồi hello mọi người nha. Thì trong nhà tôi 60 người rồi các bạn, giờ mình sẽ cho các bạn lên TV nha. Hôm nay thì mình không sẽ lên TV từ trên xuống nữa, mình tiêu lên TV từ dưới lên nha các bạn. Rồi đi từ dưới đi lên, chứ tôi không đi trên từ trên xuống nữa. Rồi đi ngang, bây giờ hôm nay đi ngang đi. Đi ngang cho nó báo nè mọi người, giờ đi ngang nha. Rồi đầu tiên là bạn Đậu Lạc nè, 2K11 nè, hello bạn nha. Bạn em sợ ma hả, có đầu sợ em. Hôm nay mình đi review với lại trang phục này mọi người, đi bay lơ lửng nha. Bạn Tôm Hi Hi Play nè ha. Bạn Su Bút Ban nè. Tiếp theo là bạn Thiện Malay nè, bạn Hân ha. Bạn Trâm Malay nè, tính ra mọi người tôi đi bên đây đi qua thì mọi người cũng say qua đi mọi người. Nhìn xa em thấy trời trời, nhìn gần nhìn xa em thấy trời trời, nhìn xa em thấy trời trời, nhìn mới biết là trời ơi chơi hả. Nhưng mà làm thơ nó không có giận lắm nha, nhưng mà chê nha, cái này chê thiệt sự luôn á. Hello em, rồi đi bên đây đi qua đó nè. Rồi hello bạn Nhật Nam nè ha, bạn Kai nè, bạn Jin nè, hello anh Toàn, hello em, hello shop, hello cool nè. Rồi hello shop nhìn nè, vậy ma toàn gà gì ta, gì ghê hả, đập đá luôn hả. Ô đập đá gương đỏ luôn kìa, ghê vậy sao. Ồ thì ra là mấy bạn này khịa tôi mọi người, khịa tôi đập đá trong nhà tôi ra kim gương đỏ luôn kìa. Sao hay vậy quá trời ta. Có không á? Không có nha, chơi mà khịa vô tới trong nhà lo một đá lấp lánh luôn chứ, một đá lấp lánh luôn hả. Sao hay khoe kim cương đỏ quá ta, kỳ ta. Thôi mọi người đi lấy cái review trên này đi xuống, nhìn nó hoa long quá, đi trên đi xuống lại nha các bạn. Rồi trên đi xuống lại thì đầu tiên là mình có Omi 404 bạn với một trang phục ma các bạn ơi. Wow,
Nhìn cái mặt này nhìn khá là ngầu ha. Cũng được á. Trông em ngầu không anh? Là cũng hơi ngầu, em cũng hơi thôi. Hơi thôi, chưa ngầu lắm nha. Chưa có ngầu lắm luôn á. Rồi tiếp theo là bạn Tâm ha. Bạn Tâm nè, bạn Khoa, bạn Lay nè, bạn Huy nè, bạn Trung nè ha. Đó, bạn Min. Hello bạn Dầu ha. Bạn Dầu mặc trang phục chúng tôi nha. Nhưng mà tóc cái khác thì khác nha. Chứ cái quần khác, tại tôi mặc cái quần khác mà tôi mặc quần cục mà. À, bạn Nhân Phẩm nè, bạn Lát Ký mọi người, lát lên đứng trên bục lên ký với mọi người, bây giờ đang lên đang đọc tên đó mọi người. Bạn Ken Subat nè, cầm cá sấu ha, giữ gì ta. Bạn Khai nè, chị Di Di sắp sửa hôn em đấy, sao hoài luôn á, là sao? Là chị Di sắp sửa hôn em là sao em? Tự nhiên nói vậy là gì trời. Bạn Jin ha, bạn Jin nè, ổ này đã đọc rồi mà. Di Di cười mày á, vậy. Trăm mà lay ha, bạn Xí đổ tên nè, có điều á. Khánh Linh là solo lửa gánh gỏi, gánh gỏi với em không anh? Solo gánh lửa gánh gỏi hả? Là lửa chùa hả? Không bé ơi. Nè anh nè, họ ơi. Con đó anh cũng có nè em, anh có luôn dung miệng luôn hay sao á. Nhưng mà thôi đi, anh không có khè với em nha. Anh tha em để mất công. Rồi hello bạn Phú, hello bạn Khánh Linh nha. Bạn Bi nè, rồi mặc đồ mặc giống như Bi nè. Rồi bạn chào bạn đi đi nie ha, bạn đang nhức game nè. Xin gì trời, hôm nay cho xin vậy. Rồi ha, tặng anh hoa hả, rồi cảm ơn em, cảm ơn bạn Kiwi Kiwi, Kiwi 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 Kiwi. Bạn Taro 124 nè, hay khoe quá ha. Tuấn phục thù chiến chiến thắng tất, gì chiến thắng công, gì. Đọc lại, đọc lại anh, tôi đọc tiếng Việt chưa gành mọi người, không sao mọi người. Cái gì, Tuấn phục thù chiến tất thắng, công tất đạt. Cái gì ghê vậy trời, tính ra hành vi tôi hình hết nó liệu liệu sao tôi đọc cũng được mọi người. Giữ gì sao. Rồi tiếp theo là bạn Lukakan ha, bạn Khang Trần nè, bạn Kito Dora nè. Dòng họ ơi, con được lên TV rồi, chiếc này kia có dòng họ luôn hả? Ghê vậy trời. Rồi bên đây là bộ ba ma quái, là dòng có KM Mi với lại Maradat nha mọi người. Rồi dưới này thì được bộ 4 rồi, được bộ 4 rồi mọi người. Nhưng mà sao xây lưng gì bên đó, xây lưng gì bên này nè. 2, 3, xây lại. Mấy người không có kim cương đỏ hả? Trời ơi, nó kìa tôi mọi người. Nó kìa tôi nè, ủa gì mấy người có bộ đồ này chưa? Mấy người có bộ đồ này chưa? Nhìn sao có được đúng không? Nhìn là biết không có rồi. Đây, bên đây thì gồm có là bộ tứ siêu phàm này, có kim cương nè, cá có nè, nhưng mà ông này hơi lạc lầu nha. Ủa sao ta qua kim cương mà không nổi khoe cá ta, ông lẽ không có cá hả trời. Ủa nãy có quay không? Có chứ trời, lúc nào mà ông quay hết nguyên trơn á. Sao bạn này bên đi tới luôn rồi ta, bạn Hân ha. Ngồi gặp ban báo nữa hay chị quá. Hello shop nè, hello Bosidan. Trời ám hoài ta. Rồi bạn Zubutfan, bạn Phong Hụt 46 ha, bạn Bi, bạn Tô Ra, bạn Sinh nè, bạn Thiện nè, bạn Khánh Linh nè, bạn Giữ Vậy Sao nè, bạn Nhon Seo. Ủa sao đẹp chứ ạ? Sao anh đi ha, ở Nhon Seo đúng là Hàn Quốc luôn mọi người. Hồ ma đã đến ha, cái gì ghê vậy trời, sao nhìn đẹp chứ ạ? Wow. Nhưng mà tóc này chê nha, tóc con này mấy cái kiểu khác là nhìn đẹp hơn luôn á. Tóc này chê. Chê. Không được, thấy xấu nha, nhưng mà tên tiếng Nhật, tiếng Hàn đồ ghê với ta. Bạn Phương Cute nè ha. Rồi bạn chào bạn, hello bạn Quỳnh nè, bạn Quỳnh Anh nè, Huy Sẹo Gơ nè. Còn mặt gian vải, ủa? Mặt là gì gian gì chạy? Có gì đâu gian? Bạn Hiếu Kim Thủ hả? Bạn Phan Messi nè ha, bạn Thảo nè ha. Chào bạn nha. Rồi ok mọi người, thì lên TV xong rồi đó các bạn ơi. À quên nữa, tới giờ này bạn nào chưa đăng ký kênh, chưa like thì nhấn nút like, nhấn đăng ký kênh giùm mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Cảm ơn. Ok các bạn, thì clip mình đến đây là hết các bạn. Bạn nào muốn vô nhà mình chơi trò chơi này, ký tường nè, thích bạn nè, hay là lên TV nè, thì các bạn vô nhà mình lúc 13 giờ các bạn, tức là 1 giờ trưa nha. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye. Bye bye. Mãi vui à.